Chào mọi người. Clip này mình sẽ bàn tới cái tính năng mà đọc cái ổ cứng trên cái đầu Denon N10 nha mọi người. Trên cái đầu Denon N10. Thì để test xem cái đầu Denon N10 nó nhận được một cái ổ cứng bao nhiêu và cái hiệu năng của nó khi mà chơi nhạc trên ổ cứng như thế nào mọi người. Đó thì mọi người thấy là cái xu hướng hiện tại là việc chơi nhạc lossless lưu trữ trên cái ổ cứng di động á, là nó là cái xu thế mọi người. Tại vì cái việc mà chép nhạc và lưu trữ vào ổ cứng di động hiện tại thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với những cái giao thức khác, như là những cái ổ cứng trong, ổ cứng gắn trong mọi người, hay là những cái bộ mà ổ cứng HDD mà để gắn dây nhựa rất là khó mọi người. Nên là cái xu hướng này là xu hướng tiện và dễ chơi nhất. Thì mọi người thấy là những cái con mà cùng phân khúc như con đờm N10 này, như là cái dòng Onkyo 775 nè, thì nó cũng đọc tốt cái ổ cứng 2TB. Rồi Marantz đi, Marantz 612 thì cũng đọc tốt ổ cứng 2TB. 611 thì mình không biết nha mọi người. Rồi cái con Sony Mavs S1 cũng đọc được ổ cứng 2TB mọi người. Và một số dòng khác như là Onkyo 765 cũng đọc được rồi, nhưng mà nó sẽ hơi khó khăn thôi. Lúc thì đôi lúc nó nhận, đôi lúc nó không, tại vì cái nguồn của nó không có cho phép, mình không có yếu yếu quá, không có đủ mạnh để đọc cái ổ cứng 2TB. Thì quay lại con N10 này, người con N10 này thì nó đang đọc cái ổ cứng 2TB rất là khỏe mọi người. Và một cái điểm mà mình thích ở cái con N10 này, khi mà nó chuyển sang chế độ mà chơi cái ổ cứng USB á, thì nó có cái hệ điều hành để xử lý cái phần đó mọi người. Nghĩa là nó giống như là nó chạy một cái app hệ điều hành riêng cho cái phần đọc USB như vậy. Thì khi mọi người load vào cái USB thì nó sẽ hiện lên cái này, Denon Seal, Seal. Thì mọi người enter cái nha. Enter cái thì nó sẽ hiện ra những cái thư mục để mình thao tác, ví dụ như là search nè, RAW folder, nghĩa là chơi theo cái folder mọi người. Chơi theo folder thì bắt đầu nó sẽ loát lên trên cái ổ cứng mình có cái gì thì nó sẽ hiện lên trên đây hết, người thấy không? Ví dụ như là 1.000 ca khúc nhạc vàng, rồi anh thư, audio space, bolero. Mọi người lưu ý là những cái này là những thư mục mẹ thôi nha, thư mục con còn ở trong mọi người đó, những cái album ở trong nó còn trong đây nữa, và trong những cái CD album này thì là những cái bài hát nữa người, những cái bài hát nữa. Thì ở đây người nó có chức năng là chế độ là play on, hay là mọi người chơi theo cái kiểu là shuffle. Ở trên đây nó có chữ là shuffle random mọi người. Đâu rồi, nó có chơi được random này đâu mọi người, random này phải không? Nên là cái chế độ random này nó rất là tiện để mọi người chơi nhạc đó mọi người. Vì sao không lấy nét được đó mọi người, random này, repeat này, nó là chế độ trên đây. Thì để mình ra ngoài cho mọi người xem. Thì đó là chơi trên cái folder, trên cái thư mục nha mọi người. Thư mục là nó còn chơi theo acid thì cũng không nói, rồi album, rồi gen. Nhưng mà cái quan trọng là nó có chơi theo được theo track luôn người, nghĩa là nó load toàn bộ cái nhạc trên cái ổ cứng này, và nó sẽ không phân theo cái thư mục luôn, mà nó trộn lại hết cho người luôn. Nó list theo từ theo alpha b luôn người. Và cái này là một cái mà rất là mạnh mẽ của con Denon N10 này, mà những cái con khác không có được người, kể cả cái Onkyo 775 là con rất là mạnh về đọc ổ cứng và nó có app thao tác, nhưng mà nó vẫn chưa có được cái trình xử lý này người. Thì mọi người thấy là việc mà nó phân tách ra những cái chức năng như vậy giúp mình chơi nhạc rất là tiện. Thì vì khi mà mọi người chơi theo cái từng cái album trên cái ổ cứng thì nghe nhạc nó cục bộ lắm mọi người. Nghĩa là đôi khi thì mình cũng nghe theo CD, nhưng mà có những lúc mình muốn nghe theo một cách là mình nghe ngẫu nhiên và nghe rất là nhiều liên tục đó. Thì mình cứ phải có một cái chức năng như vậy nè, để mình mở và mình chọn random để nó phát ngẫu nhiên tất cả các bài hát mà. Còn nhiều khi mình bấm những cái dàn khác đi, nó chỉ đọc theo cái album theo trên cái folder đó, thì mình chỉ chơi được trong cái album đó thôi. Và khi nó play hết thì nó sẽ dừng, hoặc là nó lặp lại những cái đó mọi người. Nó sẽ không load theo được những album khác, mình phải thao tác bằng tay. Nó nhiều khi nó hơi hơi rườm rà, nó hơi hơi vướng víu người. Đó, nên là cái chức năng này nó giống như là một cái chức năng trên con máy nghe nhạc mà mình hay dùng để mình test âm thanh đó. Những con máy Sony đó, thì nó có cái chơi theo on track này, on track, và khi mọi người bấm vô và mọi người chọn theo cái random á,
thì bắt đầu nó sẽ chơi ngẫu nhiên, nó mình test cho người thử nha. Thì vào đi vào bấm số 1 nè, nếu mà mình không bấm random thì nó nhảy xe bài ai tiếp theo là bài ai khổ vì ai đi, nhưng mà nếu mình bấm random thì nó sẽ nhảy khác rồi nè, đó nó play now, hoặc là có những cái này là play now đi đó mọi người đó, hoặc là bây giờ mình bấm cái random đó nè là nó chỉ hiện lên này random, thấy không, nó hiện cái biểu tượng kìa, biểu tượng random này, thì khi đó mình bấm qua bài đi, bấm qua bài qua bài, mọi người thông cảm nha, mỗi lần mà quay bằng cái điện thoại Samsung thì cái khiển của thằng Denon này nó hay bị treo, mọi người không hiểu lý do luôn. Vậy đây nó phải từ từ mà, thấy không, lộn mọi người. Mọi người phải chơi theo cái chiều đó, là mọi người bấm bấm on này nè, mình nhầm nè, play on này mọi người đó, play now nè đó. Rồi play now nha, thì bây giờ mình chọn random cái thì mình bấm qua bài nó qua nè đó, đó phải không, nó nhảy qua track khác, nó không có nhảy theo cái thứ tự mà alphabet nữa, mà nó sẽ nhảy theo cái gọi là ngẫu nhiên người. À, thấy không? Từ ngay. Nhưng mà nó cũng nhảy theo cái bước gần thôi người, nó sẽ không nhảy theo cái bước xa đâu, nó không thể nhảy theo kiểu mà xa thì còn xa đâu. Trường Sơn Duy Khánh, À, random mình số 5. đó, nó nhảy hai thế Tiếng ngựa ô còn dân rất là ca nhiều bài số 1, mẹ nhưng mà nó nhảy không có xa người, nó sẽ nhảy theo kiểu mà một lần nó nhảy bao nhiêu đó, nhảy là số 1 nè, thấy không, khi con tim biết nó thuận bấm đường cái dốc. nữa thì nó tiếp nhảy số 1 đó. Đó, đây là một cái chức năng khá là hay người, nghĩa nó sẽ nhảy nhảy ngẫu nhiên, nó nhảy ngẫu nhiên, nó không theo cái list alphabet như là bình thường. Vào năm 1937, trên thi đàn Việt Nam đột nhiên Đó mọi người, nó nhảy là số 2, nghĩa là nó nhảy random, nhưng mà cái bước nhảy của nó không có quá xa người, nghĩa là nhảy lên số 2 rồi lại số 1, số 2 rồi hoặc là nhảy lên số 3, 4, nhưng mà vậy cũng đủ rồi, vậy cũng đủ rồi. Ở đây thì mọi người có thể bấm ra khi khi là xếp hàng là nó theo, là thấy không, nó nhảy bài 276 rồi 277, 278, 279 là nó nhảy liên tục mọi người, nghĩa là từ đây nó sẽ nhảy một bài khác nữa chứ không phải nó nhảy theo nối tiếp vậy đâu mọi người. Đó, nó nhảy là số khác rồi, thấy không? Nó lại số 1, nó cứ vậy với người. Đó, thì nói chung đây là một cái chức năng khá hay của cái đầu Denon N10 này. Trên N9 thì chưa có đâu người, chỉ có con N10 này mới phát triển thôi. Và mình thấy đánh giá cái này là rất là hay người. Nghĩa là chơi nhạc một theo một cái thứ tự random nha. Random trên cái list toàn bộ cái bài nhạc trên cái ổ cứng luôn, và mọi người thấy là ổ cứng này 2 TB thì nó chứa rất là nhiều nhạc người, tầm cũng phải được 10.000 bài á, 10.000 bài đó, thì nó việc mà nó load 10.000 bài để nó chơi vậy là như là khả năng xử lý của nó khá là mạnh mẽ rồi đó. Để mình coi còn chức năng nào khác không. Cà phê rồi, ok, đó thì mình dừng cái clip này đây người, đó là một cái tham khảo đó cho một cái dàn Denon N9 qua lộ N10, một cái tính năng rất là hay, đọc ổ cứng và chơi nhạc theo cái list nhạc trên 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 ổ cứng luôn.